Hello mọi người, hôm nay là sáng mới giờ 6 giờ là mình dậy để tranh thủ tắm rửa đi ra Hội An chụp hình sớm. Chứ không là nó đông, lá hồi nó đông lắm nha. Đây là để cho mọi người coi nè, giờ này là đã đông rồi nè. Đó, phía bên kia nó đông quá trời đông rồi đó. Khách sạn của mình là gần ở phía chùa cầu mà bên chỗ chợ đêm á, cho nên là bước ra đây có mấy bước à, rất là gần luôn, tiện nữa. Mọi người cũng có thể thấy là chùa cầu bây giờ khá là đông, tại vì nếu như mà bạn muốn có một tấm hình đẹp mà không dính người á thì mình nên dậy thật sớm đi ra chùa cầu lúc buổi sáng, lúc đó mình sẽ chụp được nhiều ảnh hơn, cũng không có phải chờ đợi xếp hàng để chụp hình hay là dính bất cứ người nào trong ảnh của mình hết. Buổi sáng Hội An rất là đẹp ha. Ở đây chỉ có khách du lịch, đa số là chưa có cửa hàng nào mở cửa hết, chỉ toàn là khách du lịch đến đây để chụp hình buổi sáng thôi. Tính ra buổi sáng mọi người cũng thức dậy sớm giống như mình vậy, chứ không phải là nằm ngủ là lê la trên giường, ai cũng tranh thủ ra chụp hình sớm hết á. Tại vì Hội An là chỉ có buổi sáng là mới vắng chỗ để chụp hình thôi, còn buổi tối là chụp mà xếp hàng nhau chụp. Đó, mọi người thấy không? Xa xa là đã có quá trời người. A few moments later. Lúc đi trên đường Trần Phú thì Bunny ngang qua cái quán này. Vì nhìn vô thì thấy dân địa phương ăn hơi nhiều, cho nên là Bunny sẽ ghé ăn sáng thử. Quán này thì nằm ở số 77 đường Trần Phú. Ở đây là bán bún chả cá nha mọi người. Đây là cái tô bún chả cá của Bun, có đầy đủ các loại chả cá ha, và có cả măng khô xào nữa. Và đặc biệt là cái măng khô xào ở đây rất là ngon nha. Bun không có biết ăn măng, nhưng mà cái măng ở đây Bun ăn được và ngon. Mà lúc ra tính tiền á, thì muốn bật ngửa luôn. Chỉ có 25.000 một tô thôi mọi người. Chào cả nhà nha. Thì đây là một cái clip nhỏ Bun xin chia sẻ về cái quán bún cá hồi nãy nằm ở số 77 đường Trần Phú. Thì đó là một cái sự tình cờ thôi. Bun vô đó Bun ăn thì Bun vô tình nghe được là cái anh chủ quán với lại cái chị khách, nhưng mà chị khách là người dân địa phương, thì hai người có nói chuyện với nhau á, thì Bun mới biết được ở đó là nhà cũ Quân Thắng. Và đặc biệt hơn nữa, đó là một cái lò bánh mà làm ra bánh hoa hồng trắng. Mọi người cũng biết là bánh hoa hồng trắng là một đặc sản nổi tiếng ở Hội An. Và đặc biệt hơn nữa, đó là nhà cổ Quân Thắng được lấy bối cảnh ở trong phim Áo Lụa Hà Đông. Nếu như mà bạn nào có xem phim Áo Lụa Hà Đông chắc chắn sẽ nhìn thấy ở đây rất là quen luôn. Nếu như mà bạn là thực khách ở đây đến ăn bún hoặc là vào ăn bánh thì bạn sẽ được tham quan nhà cổ Quân Thắng miễn phí. Còn bây giờ thì mình đi tham quan nhà cổ Quân Thắng tiếp nha. Đi thôi. Thì Bun vừa ăn xong hai tô bún là được anh chủ mời vô tham quan nhà cổ. Và đây cũng là một trong những ngôi nhà cổ đẹp nhất ở Hội An nha mọi người. Thật sự nếu như mà Bun không đến đây ăn sáng á thì Bun cũng không biết ở đây có một ngôi nhà cổ đẹp như vậy. Mà chưa kể đây cũng là một lò bánh làm bánh hoa hồng trắng nữa. Theo như anh chủ nói thì lò bánh nhà anh là chuyên bỏ mối cho tất cả các quán nhỏ ở Hội An. Con người. Còn cái nhà bồn này kế tiếp với sân trời là kiến trúc của người Hoa. Đây là một điểm di tích để bé tham quan. Đây là nhà cổ Quân Thắng. Ngôi nhà này xây dựng hơn 300 năm, 8 thế hệ tầng ngôi. Thứ bảy, toàn bộ ngôi nhà này được xây dựng. Ông anh chỉ tờ hoa mà tờ lô là không phải người ta nữa. Tờ lô. Ông cụ là người Hoa gốc đó, ông là tiền nhân đời thứ 6 của ngôi nhà này đó. Tóm như hai tuổi rồi. Tầng một ngôi nhà đây sừng mình của Liêm hết. Đây là kiến trúc của người Hoa này, kiến trúc của bác cái máy bồn công này thì máy bồn hoặc là không máy bồn vua. Đây là một trong những diễn tờ hay là sân trời đẹp nhất trong những ngôi nhà cổ ở Hoa mình. Chị em đi đâu cũng có sân trời diễn đường qua con trường này. Đây trời mát thì. Đồng thời cũng nói là một phong thị vua này này. Cái bức bình phong này, cái sân này, cái này là giống như gì không? Tưởng tượng ra thì cái gì? Giống như ở trong thành. Đúng rồi, nhưng mà nó giống như là cái chiếu thơ hay là cuốn thơ ngày xưa. Đặc thù của nó rất là hay. Nhưng mà thằng đây cái là khu vực này là người ta làm cũng lại để có phong thủy cho ngôi nhà này luôn. Ở bước trước chỗ này là không có sân để nước và ánh sáng, để lấy nước chứ nước trời đất rồi.
À, nước nhỏ luôn anh. Không được đi đây luôn. Hồi xưa mình là không qua hai mặt phố rồi. Hai là mặt phố. Lại mặt phố đường Nguyễn Thọc là mặt trước, lại là mặt sau. Nhưng mà giờ là nhà nước họ quản lý giữ cái nhà trước đó. Còn đây là mặt sau mình. Người ta luôn nói là xây dựng kiến trúc này đó. Nhà này có làm một cái đặc thù nó là những nắp trồng chủ nguyên bản của ngày xưa nó cầu nguyên mình ấy. Không có đây là người ta trầm để lấy tiền cho mặt cổ luôn. Cái này giống như cái bàn tính bàn tính. Đây là nguyên hòa lạc. Nhà ở Hội An á, thấy là có giữa là kiến trúc giữa người Hoa như này người Nhật. Không, em đi rất là nhiều ngôi nhà cổ, người ta xây dựng kiến trúc với nhau, sở thích của người nhưng đặc thù ngôi nhà này người ta xây dựng với sự vô thơ của này văn hóa Việt Nam, Nhật Bản còn nữa. Nhưng mà hiện là đây là bản đứng trước em mới bước vô kiến trúc Việt Nam là nhà hai mái ba gian, họ xây dựng theo cái mô hình đó. Còn không gian chính giữa là không gian kiến trúc của người Nhật, còn cái này là kiến trúc của người Hoa thì không mái này bởi tồn tại qua là đang làm mình đóng. Ở đây mình đặt nhà để bây giờ là đúng là nhà của tư nhân dưới sự quản lý của nhà nước. Sửa chữa như là cũng được hết. Đây là diễn trời đẹp nhất. Đi tham quan có nhà cổ mô cũng nói nhưng mà đặc thù ở nhà này là người ta làm cái này là bằng đá. Còn những ngôi nhà khác là bằng xi măng hay là những bình thường thôi. Nhưng đặc thù của nhà này là bằng đá. Nó mà thể hiện cái cấp độ. Cảm ơn gì? Hả? Ở trước cửa cái cảm ơn như là gì? À, không mắc cửa. Nhà nhưng mà cặp mắt của cửa nhà này là Hậu An không có. Cặp mắt cửa nhà này là nhà của là hồi xưa là người ta làm mà nhà không có mắt cửa. Nhưng mà đặc thù cũng làm nhưng mà là cặp mắt cửa nhà này nó có là đặc biệt như vậy. Có gì mà là cắm hương ở đấy? Cắm hương nó bình thường thôi. Cái cái bạch nước lũ này là sao anh? Này bình luận làm lũ á, bình lũ lớn nhất à, số từ ghi là 7 từ 9. À, cái này là mấy năm lớn nhất là mình ghi lại. Đúng rồi, nhưng mà trong vòng 5 đến 10 đã là lại này những cơn lũ nó nhỏ dần là không phải là miền Trung lũ rất là lớn nhưng mà họ điều tiết cái dòng chảy nó đi về hướng khác. Không cho đổ vô thành phố cổ này nhiều nữa. Cổ là sẽ nó sẽ nhận xuống cấp đó. Vì nước lũ giờ biết rồi lại vô thì người ta điều tiết cái dòng chảy nhưng mà bao nhiêu lũ bây giờ lại nó lớn nhất lần tới đây thôi. Ủa vậy là năm ý là nó tràn vô nhà luôn đó. Trời, vậy là năm 64 là nó lên tới đây. Đúng rồi. Ghê vậy. Đúng rồi, năm 2009, 2007. Những giờ gác tránh lũ đây này, có gác tránh lũ người ta làm. À, trên này là gác tránh lũ. Mọi người đi làm đi. Em có những nhà người ta ghét. Người ta đẹp đẽ và mình sành cái mình che mình rồi chứ là gì cần đẹp đẽ hơn gì đúng rồi như vậy Thảo lũ năm 64 lên tới đây ngập lên tới đây luôn nè. Là anh nói là mấy cái mốc này là đánh dấu năm nào mà lũ lớn á là nó ngập lên tới đâu là đánh dấu ở đó đó. Ôi, là ngập cao lắm luôn. Lũ ngập lên nhái miền Trung nghe lũ nó biết rồi. Nó ngập vậy thì mình lên trên đó mình tránh lũ. Mới lại như con gác thì người ta đi về. Trước giờ cũng duy trì nhân tiếng Việt Nam mà trước là người ta chỉ có tóm tại chỗ thôi. Ủa nhà này đi qua đây là chở từ Việt Nam qua Việt Nam vào thì vào xưa lâu từ đi từ Trung Quốc qua Việt Nam này là chở thuốc phát qua. Còn qua Việt Nam mình chỉ đã tầm một vé về Trung Quốc người ta buôn bán đây bây giờ vô đó. Ông là đây ông tháng đấy thì cung tháng ngày xưa nhà là lấy nhà cũ không phải không là cũ để làm nhà cũ mình hay đi đến tập đoàn mà đẹp quá không mấy cái này đẹp đây là kiến trúc của mình anh thấy nhiều gặp những cục đá những quả biển đó người ta lồng đều có hoa văn này trồng sổ như là để hiện đi sự sức sống cộng đồng chỗ đóng người ta đặc biệt đi người Nhật là nhất còn người Trung Quốc là nó những hồng đá kê là tranh vuông bề dưới cũng vuông nhưng biểu tượng nó là những có con bằng tính là cũng là còn Việt Nam mình cũng trầu không có những cái như bên thầy chùa à,
Bên này là của Nhật. Đây là của Nhật, còn cái kia là của Việt Nam. Ừ. Việt Nam cũng là chọn, còn Trung Quốc là mua. Ừ. Anh hai cái này nó có bằng tuổi không mà sao em thấy cái mới cái cũ? Lúc đầu bằng tuổi nhau mà do cái này hồi xưa mua nhà mình mới được kiện là mấy chị sợ là thủ về u lên á. À. Mất cái này về nó là đẹp, chừng nó là bé chưa kỹ, cái này là bé này. Đã có sọt. Cái sọt này hồi xưa là để cho nó nhà này sạch đẹp. Tại em thấy bên này nó cũ, mà cái này là cũ luôn. Trời mà nó cứng nhất luôn á. Nó chắc lắm luôn á. Thì tưởng tượng mà nước mà ngập lên tới đây, nhưng mà tiếp hiện tại hiện trạng nó vẫn yên nguyên. Còn cái tông trừ đâu mà nó đâu. Đúng rồi. Em gõ cái trụ lên nghe em bông với mày. Hơn 300 nào rồi đó. Trời. Gõ mà đau tay mình luôn chứ không á. Trời chỗ nào mà tôi không nhớ. Đa số cũng là mình hậu quan tông đó mà. Không lâu người ta hả? Quan công mới là thánh mạo. Nhưng mà đặt của ra sao cũng người nhà có mặt hả? Hoa mà đặc biệt. Hoa bình thường sống qua. Đã nhớ thôi, hỏi em là đa số là hoa nó là. Đã biết, mà cũng không theo cái chuyện gì. Cái nó là hoa. Hoa không? Còn người Việt thì không. Cái này bây giờ là để trưng bày thôi. Luôn. Cái bếp này là mình nhóm sao anh? Hồi xưa đứng người ta đứng đun. Người ta đứng mà đun. Em đi bếp ta là những người nó bếp và đứng thằng đun vô củi vô. Dạ. À là củi để ở đây luôn. Để trên này luôn. Đun lại dưới này. Không giống như ở mình nó củi để ở dưới. Củi để dưới này cháy lên. Cháy lên. Còn đây là củi để bếp. Bởi em thấy sao đó nó bích. Nó không mất cái. Không, đây là hai này quét cái xô mà bác lên cô là để lên cái này. Nấu là để đây cái khung này, còn nấu ở dưới này. À. Nấu lửa gừng. Cái nào nhỏ thì để bên này bự. Còn cái này là bự luôn hả? Là đất lò nha. Ừ. Bánh nắp, bánh bao hồi xưa nhà này cũng là bánh bao vườn nữa. À. Ừ. Nó là một lớn này người ta làm bếp này. Đấy. Mà cái này chắc mình cũng có. Dạ, cái này là phải bạch để lại cho hồi xưa nó hư, nó xuống. Nó hơi sợ hư. Nhưng bây giờ để theo thịt bọc thôi. Dạ. Chứ đem vô thì có như làm bánh thì có thể làm tâm thức. Dạ, chưa tới giờ. Dạ. Bé không còn có điện đó. Quán là rào tivi luôn á. Đây hả? Cái chỗ này là hồ đựng nước thì xưa người ta dùng cái sông nước chảy ra. Chứ làm đa số là dân ở đây người ta dùng bình nước dòng sông này hết. Nhà là có giếng dùng nhưng mà có ở bên nước sông thì đổ hồ này để sinh hoạt của mình. Còn giờ nước sông rất lắm rồi, những sông bây giờ nữa. Hồi trước thì nước sông quá là tiện. Giờ sông. Giờ sông và giữa sông là cũng rất là đẹp, nhưng bây giờ con sông này không còn như ngày xưa nữa. Mấy cái gác nhìn đẹp quá ha. Em có mua phim áo luôn hoạt động không? Dạ có. Trong một phim là nhất ông đạo diễn người ta cũng hồi xưa là có khúc nhà dưới nhà anh này từ đây tới gác ngày xưa là đóng bộ phim hoa áo lụa đông với là chị bé mà làm bánh rồi làm à. Khúc này vậy là quay là quay ở phía khúc mà ông tàu mà muốn sự của chị mà cô cho ông tàu cái đó là cái gác này đó là cái gác nhà ở đâu ở phía sau này đó là chỗ này là nơi đóng phim áo lụa hoa đông không? Ở đó có gì mà cái cảnh đó là người ta qua đó. Lúc trước ai vừa đầu có anh đồ diễn anh chở vô lại lại nhà này đi ăn bún xong anh xuống lại lại ngồi cái xong tự nhiên vô nhà này mình có một ấn tượng chị đó nó quen thuộc. Ờ quen thuộc anh năm đứa anh là đồ diễn bộ phim xưa của anh hồi xưa anh đóng những cái hành chi anh đi xuống vô nhà này anh ngỡ tại vì anh có bối cảnh thì anh thấy rất là quen.
Không mà đúng rồi, mấy cái nhà cổ, tại vì lần trước mình cũng đi một cái nhà cổ á, mà nhà này đẹp hơn, nhà bên đây đẹp. Đẹp. Thật sự rất là cảm ơn anh chủ quán luôn, vì anh đã rất nhiệt tình để giới thiệu cho tụi mình biết về lịch sử ngôi nhà này. Và sau 9 giờ tụi mình sẽ ghé lại đây ăn bánh hoa hồng trắng, nhất định luôn. Còn bây giờ thì tụi mình tiếp tục tham quan phố cổ vào buổi sáng nha. Mình có ghé vô cái quán nước mà đối diện cái dàn bông giấy, hai đứa gọi nước, một ly cam và một lon nước ngọt. Chủ yếu là ngồi đây uống nước để chờ mọi người chụp hình thôi, xong rồi mình cũng ra mình chụp vài tấm rồi đi. Các bạn cũng có thể thấy là cái dàn bông giấy nó rất là đẹp ha. Ở phía bên đó thì người ta đang đứng chụp hình. Buổi sáng ở Hội An thú vị không kém đúng không? Đâu ra đó ngồi vậy cho nội. Ngồi cười nữa. Đường ta chạy xe ta chụp hình đi ra đó ngồi. Trời ơi, ngồi yên đó đi chụp cho ông tắm nè. Đi vô nhà. Rồi ra ngồi nữa rồi. Vô. Quyết định là đi mua kem homemade ăn, mà tới đây xui ghê, còn sớm quá quán chưa có bán. Nhìn ngó gì vậy? Ơi, làm gì vậy? Ê, làm gì vậy? Làm gì đó vậy? Nó trộm. Trộm gì trong đó? Coi mặt kìa. Trời ơi. Giờ này người ta ra đông ghê luôn á. Giờ chắc giờ người ta mới thức dậy hết á ha. Đông quá trời đông luôn. Sao? Ủa vậy hả? Chụp hình về mệt, ngồi nghỉ mệt chứ không phải là giờ này người ta mới dậy. Còn phía bên này vắng que à. Buổi sáng người ta tập trung ở bên kia hết trơn trời. Cái tối người ta dồn về bên này. Mà tính ra ăn thì người ta cũng ăn phía bên này nhiều hơn. Phía bên chợ đêm khuya mới ăn nhiều. Hello mọi người, bây giờ là khoảng 10 giờ mấy. Bun sẽ chạy đến nhà cổ Quân Thắng lúc sáng để Bun ăn bánh. Sáng hôm nay nhất định phải bù lại những bữa ăn cho tối ngày hôm qua mới được. Hôm qua không có ăn được gì ngon hết. Nhất định sẽ đi ăn đặc sản Hội An. Đi với Bun nha. Thì Bun có gọi là một phần bánh hấp cẩm gồm có bánh quay vạt và bánh hoa hồng trắng, với lại một phần hoành thánh chiên, hai trái dừa. Cái phần hoành thánh chiên thì lát nữa quán mới đem ra nha. Còn bây giờ thì mình ăn thử trước nè. Đây là bánh hoa hồng trắng. Mọi người nhìn thấy nó giống như là há cảo ở Sài Gòn mình không? Nhưng mà cái vỏ của nó sẽ mỏng hơn nha, không có dày. Với lại cái há cảo của mình thì nó dai, còn cái này thì nó mềm lắm, ăn rất là ngon. Cái phần nhân của nó không có quá nhiều, cho nên là mình ăn không có bị ngán. Mà đặc biệt cái hành phi là tự làm, rất là ngon luôn, rất là thơm luôn. Bây giờ bạn mình sẽ ăn thử miếng bánh quay vạt nha. Bánh quay vạt thì nó to hơn cái bánh hoa hồng trắng một chút xíu, và cũng chấm với cái chén nước mắm ớt luôn. Mà cái vỏ bánh quay vạt thì nó cũng giống như là cái vỏ bánh hoa hồng trắng vậy đó mọi người. Nhưng mà cái nhân của nó khác nha. Cái nhân của nó là có giá đỗ nè, cà rốt nè, có cả măng khô xào lên nữa. Cái măng khô mà hồi sáng mua ăn bún chả cá ở trong đó có đó. Măng khô ở đây là măng khô nhà làm nên rất là ngon nha, ăn không có bị hăng đâu. Ở đây cũng có bán măng khô mà mua mang về không nữa. Nói chung là bánh quay vạt cũng ngon đó, nhưng mà tại vì cái nhân của nó nhiều á nên Bun không có thích bằng cái bánh hoa hồng trắng. Bun thích ăn bánh hoa hồng trắng hơn. Giờ thì Bun ăn tiếp nha. Để chờ hoành thánh chiên lên, Bun sẽ cho mọi người xem thử món đó nha. Còn đây là món hoành thánh chiên của tụi mình nè. Một phần như vậy thì chỉ có 3 miếng thôi. Nó giống như là cái món ăn chơi snack của tụi mình vậy đó. Ở trên cái miếng hoành thánh chiên thì nó có cà rốt nè, đậu que nè, đậu que cắt lụa với lại hành tây cắt ra. Có một phần nhân thịt ở trong cái nhân mà của bánh hoa hồng trắng đó mọi người. Món này thì mình ăn kèm với nước tương ha. Nếu như bạn nào mà không thích dầu mỡ nhiều á thì mình nên kêu một phần thôi. Ăn 3 miếng là cũng quá nhiều rồi đó. Để bạn Bun ăn thử cho mọi người xem nha, coi khẩu vị nó như thế nào. À, cái phần nhân á mọi người, quán xào chung với lại cái sốt cà chua nữa. Ăn vô thì nó rất là bắt vị luôn. Nhưng mà đối với Bun á thì cái miếng hoành thánh này nó đậm đà lắm rồi, mình không có cần xịt nước tương thêm đâu. Mình ăn không vẫn thấy ngon. Mọi người nên ghé ở đây ăn thử nha, ăn thử đặc sản của Hội An. Còn bây giờ thì Bun ăn tiếp đây. Cái này là vỏ bánh.
bánh quay vạt. Dạ, vỏ bánh bao, vỏ bánh vạt. Vỏ bánh bao là cái bánh nào nữa chị? Đó chị ăn một đĩa là không có hai lụa. Bóc với lụa đó. À, và bông bông với lụa dài dài đó. Trời ơi. Em bón bún rồi, em mới làm bánh xa. Nên là một loại. Rồi xe cái này ra nó kỳ công dữ vậy ta. Dạ. Cái nó mỏng. Nó mỏng chị ăn nó ngon. Còn nó dài thì nó không. Dạ đúng rồi, trong Sài Gòn mấy dài đó. Dạ, Sài Gòn đâu có bánh này. Cũng giống như cũng có người thôi mà. Cũng có thì hơn cái đó là há cảo đó chị. À há cảo. Mà cái vỏ nó cũng dày hơn cái này nữa. Dạ. Dày. Há cảo đó là bột mì chị. Cái này chị phải chịu khó, chị ngầu miết chị đồng nó mới làm bánh. Mọi người cũng có thể thấy được là chị phải ngồi miết cái bột suốt luôn. Và một ngày là chị làm mấy trăm bánh để mà bỏ mối hoặc là cho các đám tiệc người ta đặt trước đó. Rất là kỳ công luôn đúng không? Cái nghề này chỉ có yêu thích thì mới làm được thôi, còn không là không bao giờ làm được đâu nha mọi người. Làm bánh thì lúc nào cũng phải kiên nhẫn hết đó. Sau khi ăn xong thì tụi mình có mua thêm một phần bánh hoa hồng trắng đem về nữa. Thì một phần ở đây là 50.000, mình gọi 3 phần tổng cộng là 150 và hai trái dừa là 60.000. Sau khi ăn bánh xong thì tụi mình quyết định đi ăn thêm một món đặc sản của Hội An nữa, đó là cao lầu. Bữa được anh chủ khách sạn chỉ dẫn cho cái quán ngon nhất ở Hội An. Và quán này chỉ có người dân địa phương biết thôi, khách du lịch ít biết lắm. Tới rồi nè, quán 2. Lúc trước thì có tên là quán ông 2, bây giờ thì đổi lại là quán 2 thôi. Quán nằm ở số 6A đường Trương Minh Lượng nha mọi người. Menu ở đây thì chỉ có 3 món thôi, mì quảng, cao lầu và khoai tây chiên. Mì quảng và cao lầu thì giá 35.000 một tô. Còn đây là hai tô cao lầu của tụi mình ha. Nhìn thấy cái miếng thịt xá xíu là muốn chảy nước miếng luôn rồi. Bun thì ăn cao lầu mấy lần rồi, còn đây là lần đầu tiên bạn Bun ăn cao lầu. Để thử xem coi bạn Bun có thích món cao lầu ở Hội An hay không nha. Bây giờ thì mình gấp thêm rau bỏ vô tô nè. Ở đây thì quán để rau cỏ riêng cho mình. Bạn nào không ăn được rau á thì mình không có cần phải lựa ra. Còn bạn nào ăn được rau, ăn rau nhiều thì cứ gấp bỏ vô thôi. Bây giờ mình trộn đều lên ha. Cao lầu ở đây nó không có quá khô đâu mọi người. Ở phần dưới nó có thêm một chút xíu nước nữa. Bun nghĩ đó là cái nước mà mình nước ở trong thịt xíu ra đó. Cho thêm một ít ớt bột vô nữa. Bạn nào ăn cay thì cứ cho vô nha. Mà ớt ở đây cũng không có cay đâu, tại vì ớt bột có ít khi nào mà cay lắm. Bun thấy có hũ nước mắm nữa, mà nước mắm đó là chắc để ăn mì quảng. Thường là mì quảng sẽ ăn thêm nước mắm, còn cao lầu thì không cần thiết, chỉ thêm ớt thôi. Bạn nào muốn ăn chanh thì có chanh bỏ vô thêm. Mọi người cũng có thể thấy là cái cọng cao lầu nó rất là chắc, nó không có bị bở ha. Còn cái miếng thịt xíu thì rất là mỏng, không có quá dày mà cũng không có quá mỏng nữa, vừa đủ để mình ăn. Cái này Bun không biết gọi là gì ha, hình như là ram hả ta? Có bạn nào biết đó là gì không? Còn bây giờ thì mình trộn đều lên rồi thưởng thức ha. Gấp một miếng rau cùng với cọng cao lầu cùng với một miếng thịt xá xíu rồi bắt đầu ăn thử để xem phản ứng của bạn Bun ăn như thế nào nha. Lần đầu tiên bạn Bun ăn cao lầu đó. Còn Bun thì lần đầu tiên Bun ăn ở quán này. Mấy lần trước thì Bun ăn cái quán mà gần chỗ chơi bài chòi á mọi người. Rồi nè, trời ơi, cái mặt của bả rồi bả ăn được rồi. Bạn Bun nói là ngon xuất sắc luôn đó. Cái cọng cao lầu nó quyện với cái miếng thịt xá xíu kèm theo miếng rau nữa, và cái nước dùng ở dưới cái tô á nó rất là ngon. Kiểu như là ăn cái tô cao lầu ở đây mà ghiền mãi mãi luôn á. Với lại á, hôm nay là Bun đang thèm cao lầu cho nên là Bun không có kêu mì quảng. Chứ mì quảng ở đây là bán lâu đời hơn cao lầu nữa nha mọi người. Còn bây giờ thì Bun ăn tiếp cái tô cao lầu của Bun đây. Mọi người đi ra Hội An nhớ ghé quán này ăn thử nha. Rất là đậm đà, rất là ngon luôn. Sau khi ăn xong thì tụi mình đạp xe trở về khách sạn để chuẩn bị lên xe vô Đà Nẵng. Có một điều đáng tiếc ở đây là Bun chưa ăn được ổ bánh mì Hội An. Tại vì bây giờ là khá là no rồi. Bánh mì mà mình mua để lên xe lát hồi ăn thì nó bị mềm, ăn không có ngon. Ăn không ngon rồi review cho mọi người không có được. Bun cảm thấy là Bun hợp khẩu vị với lại Madame Khánh hơn nhiều.
Rất là tiếc luôn, rất là thèm ổ bánh mì Madam Khánh. Nếu có dịp quay lại Hội An, Quân sẽ ăn bánh mì trước tiên. Còn bây giờ thì mình về thôi, chuẩn bị lên xe ra Đà Nẵng. Hẹn gặp lại mọi người ở Đà Nẵng nha. Bye bye.